Tin Ultra White SPOTLSS Body Lotion SPF 7 đang được lòng rất nhiều người tiêu dùng về chất lượng dưỡng trắng da. Để tìm hiểu nguyên nhân này thì hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu sâu hơn nhé. Đôi nét về thương hiệu Zin. Zin là một thương hiệu lâu đời đến từ Đức, được thành lập năm 1902. Các sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm này được nghiên cứu và phát triển dựa trên tính an toàn, đảm bảo hiệu quả cho người sử dụng. Sự kết hợp của nhiều nhà khoa học, chuyên gia da liễu hàng đầu trên thế giới cùng dây chuyền sản xuất khép kín, kiểm nghiệm chặt chẽ, mang đến những sản phẩm tốt nhất. Đến nay, những sản phẩm của Zin không những được người dùng tin cậy sử dụng mà được nhiều chuyên gia da liễu toàn thế giới khuyên dùng bởi tính an toàn và dịu nhẹ. Hãng phát triển sản phẩm rất đa dạng, gồm các sản phẩm chăm sóc cơ thể và mặt. Thành phần của Zin Ultra White SPOTLSS Body Lotion SPF 7 nổi tiếng là một thương hiệu có bề dày về lịch sử và được các bác sĩ, chuyên gia da liễu khuyên dùng. Chính vì vậy, các sản phẩm của Zin nói chung và sữa dưỡng thể trắng da Zin Ultra White Potter Body Lotion nói riêng đều có bảng thành phần lành tính, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Thành phần phải kể đến như của Zin Ultra White SPOTLSS Body Lotion SPF 7 như là chiết xuất rễ cam thảo, một thành phần chứa licorice, là một chất giúp cung cấp độ ẩm sâu cho da, có khả năng phục hồi làn da hư tổn. Đặc biệt thành phần này giúp dưỡng trắng da rất hiệu quả, giúp da trắng sáng, mịn màng và có thể chống tia UV bảo vệ da cũng như tăng cường tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Glycerin, thành phần quen mặt có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Đây là một trong những yếu tố giúp làn da được mịn màng và căng tràn sức sống. Vitamin E, một trong những thành phần quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy tái tạo tế bào da, làm tăng độ đàn hồi tự nhiên của da. Ngoài ra, vitamin E còn giúp bảo vệ các tế bào da tránh những tác động gây lão hóa sớm do tia UV gây ra, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn và rạng rỡ. Kết cấu mùi hương. Sữa dưỡng thể trắng da Zin Ultra White SPOTLSS Body Lotion SPF 7 với kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ vô cùng. Khi apply lên da thì thấm rất nhanh, không gây nhờn rít, bết dính, phù hợp với cả da dầu khó tính. Cảm giác mát dịu khi thoa lên da, cho bạn cảm giác thư giãn. Với kết cấu này bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng, cam kết không khó chịu, không bít tắc chân lông, phù hợp với mọi loại da. Về mùi hương, sản phẩm có mùi nhẹ nhàng, thoang thoảng sau khi thoa. Bên cạnh đó, mùi hương này cũng nhanh chóng tan biến sau ít phút nên không gây ảnh hưởng với những cô nàng khó tính về mùi hương. Công dụng của Zin Ultra White SPOTLSS Body Lotion SPF 7. Sữa dưỡng thể trắng da Zin Ultra White SPOTLSS Body Lotion SPF 7 giúp làm mờ các đốm nâu trên da hiệu quả bằng cách phân tán sự tập trung các sắc tố melanin và tăng cường sự tập trung của các sắc tố da khác. Với thành phần này, chúng còn giúp chống nấm, chống viêm, giảm tấy đỏ, hỗ trợ bảo vệ tia cực tím xâm nhập vào da. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, tái tạo da và duy trì độ đàn hồi cho da. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp dưỡng ẩm, làm mềm mịn da, tăng độ đàn hồi, phù hợp cho cả da nhạy cảm. Với những công dụng tuyệt vời của sữa dưỡng thể trắng da, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu sản phẩm để giúp làn da của bạn được cải thiện hơn? Bạn có thể mua hàng chính hãng tại đường link dưới video nhé.